có ba cách để bạn có thể tương tác với người làm nghệ thuật. 1. Tìm hiểu về nghệ thuật. Để có một sự tương tác tốt với người làm nghệ thuật, hãy tìm hiểu về lĩnh vực nghệ thuật mà họ đang hoạt động. Điều này giúp bạn hiểu và trân trọng công việc của họ, cũng như có thể thảo luận và đặt câu hỏi sâu hơn về tác phẩm và quá trình sáng tạo của họ. 2. Hỗ trợ và khuyến khích. Người làm nghệ thuật thường đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Hãy hỗ trợ và khuyến khích họ trong công việc của họ. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin về cơ hội triển lãm giới thiệu cho họ với những người có cùng sở thích hoặc hỗ trợ tài chính để giúp họ phát triển và tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của mình. 3. Mua và sưu tầm tác phẩm. Một cách tốt để ủng hộ người làm nghệ thuật là mua và sưu tầm các tác phẩm của họ. Điều này không chỉ giúp họ tài chính mà còn là một sự đánh giá cao về công việc của họ. Bạn có thể mua tác phẩm cho mục đích cá nhân hoặc tặng cho người thân, bạn bè. Đồng thời, việc sưu tầm tác phẩm cũng giúp tạo sự nhận biết và giới thiệu công việc của người làm nghệ thuật đến một số lượng người rộng hơn. Theo bạn thì còn điều gì nữa?